Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng ngày 5 tháng 5 năm 2023, giá đi ngang nha bà con. Cụ thể, tại miền Tây, mức xăng kinh là 200 cho tới 201. Chuồng bò hàng đẹp từ 60 đến 65 ngàn. Chuồng bò mua xô từ 50 đến 55 ngàn. Ri sáo hàng đẹp từ 60 đến 63 ngàn. Ri sáo mua xô có giá là từ 55 đến 58 ngàn. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 70 ngàn đến 75 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 60 đến 65 ngàn. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp có giá từ 55 ngàn đến 60 ngàn đồng. Ri sáo mua xô từ 50 ngàn đến 53 ngàn. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 60 đến 65 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 55 ngàn đến 60 ngàn đồng. Tại khu vực Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp 55 ngàn đến 60 ngàn. Ri sáo mua xô có giá là từ 50 đến 53 ngàn. Sầu riêng Thái hàng đẹp từ 60 đến 65 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 55 ngàn đến 60 ngàn đồng. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, giá mua sẽ có sự chênh lệch nhất định.